Trời ơi, nhiều lắm nha anh em. Ghê thiệt. Hello anh em, đến với clip tiếp theo của Tony TV của mình. Và thì bây giờ là đây là nguyên team của mình đây. Chí đây. Lái nó, anh nói ông đẹp trai. Đây là anh Hải, khâu bên kỹ thuật của kênh mình đây. Đây là anh Lưu Chính Phong, là anh dẫn đầu để mà chỉ bọn mình cái hầm đi bắt ốc. Đấy, nghe nói là cái hầm ốc này là của anh nuôi hay sao hả anh Phong? Không, của người ta nuôi. Vì là chúng ta đang đi ăn trộm đó hả? Đây chính là cảnh sông nước làng quê đây. Nước buổi sáng rất là trong. Ở nông thôn. Lay quay thì bây giờ kênh của mình đã là 920.000 người đăng ký rồi anh em. Anh em cố gắng ủng hộ thêm 80.000 người đăng ký là được nút play vàng rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình nghe theo phần lớn ý kiến của các bạn bảo mình đi bắt ốc. Tới ngày hôm nay mới có thời gian và cơ hội để làm. Bắt ốc không phải là chỗ nào cũng có ốc để bắt. Cái thứ hai là phải lựa thời gian là nước nó rút, mình mới thấy ốc nổi lên trên rồi mình mới bắt được chứ. Đây bây giờ chúng mình đã sắp đi tới được cái chỗ bắt ốc rồi. Tới khi đó thì bọn mình sẽ quay phim tiếp cho anh em coi nha. Trời anh em, ốc kìa anh em ơi. Hai ba con nha. Ba con ốc luôn, mới đây ba ốc. Ồ, ốc này ốc lát phải không? Ốc lát hay ốc bu? Wow, ốc bu anh em ơi. Anh em đi ra ngoài tiệm trên Sài Gòn anh em kêu dĩa ốc bu là 30.000. Mà có đâu có khoảng 12 con ốc à. Đây bọn mình anh Hải đã vừa bắt được một con ốc. Đâu, đâu ốc đâu? Ốc này ốc gì vậy? Vàng. Ốc bu vàng. Ốc gì cũng được, miễn sao đừng ốc chó là ăn được nè. Lấy vô đây đi. Rồi bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm những ốc khác. Anh em nhìn thấy không? Những cái đồng ốc nè. Hồi đó tới giờ luôn đó, thiệt mình ở nông thôn chứ hồi đó tới giờ là mình mới lần đầu tiên đi bắt ốc luôn á các bạn. Thánh thần ơi, nồng nọc kìa anh em ơi. Nồng nọc là con của ếch đó nha. Con mẹ này lớn khoảng tháng nữa biến thành ếch à. Tại hôm qua mới mưa đó. Hay mình bắt nồng nọc về mình nuôi đây, nữa nó lớn nó thành ếch mình bán có tiền. Kiếm thêm tiền mới được chứ tiền YouTube ít quá sao không nổi. Kinh tế như vậy mà đó giờ mình lại không nghĩ ra ta. Bây giờ bọn mình sẽ đi bắt khoảng chừng 50 con nồng nọc thôi. Nuôi khoảng nửa tháng nữa biến thành 50 con ếch. Bán cũng khoảng được 200-300 ngàn. Wow. Rồi bây giờ Sì Chí ơi. Anh đi với anh hút mấy con nồng nọc đó lên đi. Về mình nuôi. Đã. Ê cái nó chạy kìa không nổi. Chạy chạy chứ. Đẩy vô đẩy vô. Trời ơi coi kìa. Em mấy con nồng nọc này sao nó ngu dữ mày. Nó thấy mình tới bắt anh em của nó mà nó cũng lội lòng vòng nó cho mình bắt à. Nó đeo vô cây rồi dễ thương quá à. Mày rảnh quá bắt lẹ đi cha nội ơi. Nó chạy đất tiêu rồi. Này nè nó kế bên tao nè. Không lo bắt mà còn lo nói chuyện nữa. Dễ thương. Nồng nọc dễ thương. Quá trời luôn nè. Đây. Bỏ vô. Quá trời luôn. Nồng nọc quá nhiều quá anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh thọt cái camera xuống nước luôn cho anh em thấy con nồng nọc hình dáng như thế nào nha. Đó. Đâu. Thôi. Đó. Ghê chưa? Bu vàng. Bu vàng hả? Cái đó ăn luôn. Đưa vô. Bu vàng gì cũng ăn hết trơn á. Vớt đi chắc lắm rồi đó. Ê Sì Phong có mấy con ốc ở gần á, cần chụp cái này luôn nè. Đâu. Em có cô ấy. Đúng là cái thằng anh em tốt. Tình cảm bấy lâu nay mà tao thua một cái đồ với ốc nữa đó ha. Không sao anh em ơi, vì cái sự nghiệp quay ra một cái clip chất lượng thì anh em team của mình đều đánh đổi tất cả. Và bây giờ là anh Chí đã sẵn quần ướt rồi cho nên là anh ta đang trong quá trình là mò ốc ở dưới đáy. Ốc bu. Ốc bu là được nha, đừng có hạn chế ốc bu vàng đi. Khoan coi, ốc bu vàng mà. Ốc gì? Bu vàng, bỏ hầm này đi, hầm này.
Cái gì mà ốc bu vàng hoài vậy? Anh em không ăn để đó tôi ăn. Hầm này ốc bu vàng nhiều quá, mình ra kiếm mấy hầm khác ốc bu ốc lát gì ăn anh Tony ơi. Team của mình sẽ đi kiếm một cái hầm khác nha các bạn. Đi nè. Một cặp tình nhân ha. Bự chưa, bự chưa? Ôi, ốc chà bá luôn, ốc bu mình nha anh em, này không phải ốc bu vàng nha. Ốc bu mình, ốc bu mình. Đâu còn con nào đó. Đây nè. Đó. Châu ta đã. 5 minutes later. Đâu đưa anh cái xô khoe với các bạn coi. Ốc lát này. Toàn là ốc bu không? Đó, ốc bu, ủa ốc ốc bu với ốc lát này ốc nào ngon hơn anh em? Này ốc bu. Không có ốc bu với ốc lát ốc nào ngon hơn á? Ốc lát. Ốc lát ngon hơn à? Vậy thì giờ mình đi kiếm ốc lát đi ăn cho nó sang chảnh. Ốc một đống luôn nè, ở trong lá chuối á, nhóc trơn. Kêu ông Phong lại đây lấy để vô coi. Mẹ ốc bự bự mà. Và bây giờ là bọn mình sẽ đi qua một cái hầm khác. Cái hầm này nghe nói là ốc nó nhiều dữ lắm. Nhưng mà muốn đi qua cái hầm này thì anh em mình bốn thầy trò đường tăng này phải trải qua một kiếp nạn. Là lội qua cái hầm này nè. Dạ, thiệt là đỡ quá đi. Bắt được con ốc luôn nè anh em ơi. Lâu lắm rồi mới được đi bắt ốc. Nhỏ lớn thấy người ta bắt không à. Mình thì đi ăn không. Ốc nhóc hết trơn luôn nè trời. Ê, đừng khoan khoan Vinh. Trời ơi tôi thấy. Tôi thấy nguyên đùi ở dưới ngay chân ông á. Lùi rồi. Quá trời ốc luôn anh em ơi. Đây. Giữ nguyên vị trí, đừng có động. Tại vì mình đứng ở dưới sình rồi mà mình động chân cái là sình á nó trồi lên là không thấy đường để bắt ốc. Đây là mấy con quỷ ốc bu vàng. Mấy con ốc này là nó hại đồng lúa người ta dữ lắm. Đấy. Nhưng mà mình cũng sẽ không có giết nó. Giết nó mất công mang tội sát sinh nữa. Cho nó vô hang ở đi. Đó. Sì Hải nãy giờ bắt được nhiêu con rồi? Trời ơi, nhiều lắm nha anh em. Ghê thiệt. Ê, hai con lại. Rớt một con. Chạy đâu cho khỏi tay của anh Tony mày hả? Hai con ốc đây anh em. Oh man, ốc bu vàng. What the hell? Thả nó về luôn anh em ơi, ốc bu vàng là coi như là không có ăn. Tôi lại phát hiện ra thêm một con ốc nữa. Nhưng mà không biết đây có phải là ốc bu hay ốc bu vàng. Mày. Ốc bu. Woo! Con ốc bu đầu tiên của tôi bắt được. Các bạn biết làm sao để phân biệt được ốc bu và ốc bu vàng hay không? Ốc bu thì cái mài của nó chỗ này nè các bạn, nó thẳng ngang, nó không có cong, nó không có dãnh lên như là cái mài của con ốc bu vàng. Thấy được một con nữa đúng không? Đúng rồi. Bự quá hả? Bự không? Trời đất cha mẹ ơi, con ốc bu vàng đây, sẵn so sánh cho các bạn biết luôn. Nè các bạn nhìn thấy cái mài của con ốc bu này không? Nó thẳng ngang, còn trong khi đó cái mài con ốc bu vàng nó hơi bị dãnh lên này các bạn. Nó bị hở một cái lỗ nằm ở giữa, thấy chưa? Nha, chém ra, nhìn nó chém ra. Trời ơi, ây da. Lẹ lên, lẹ lên, coi nó chìm. Bắt được con à. Con con hả? Đâu? Ừ. Ốc bu. Thôi kệ đi, hy sinh. Còn hai ba con lắm chị. Chìm ơi. Nó lẹ đó, nó thấy bốn người mình đi lại gần là bắt đầu là nó buông ra cho chìm dưới liền à anh em. Mấy quỷ ốc cũng không có ốc chó rồi. Cùng mình lắm. IQ nó cao lắm. À cầm đi. Đây. Ở trên Sài Gòn các bạn chỉ biết lục bình thôi. Rất là ít khi thấy bèo. Mình giới thiệu các bạn luôn, đây là bèo đây. Nó như thế này là nó đã là lớn nhất rồi, nó không thể lớn hơn được nữa. Còn đây là lục bình nè, chắc bạn nào cũng biết rồi đúng không? cái chân ông trắng như chân đàn bà vậy. Nó nó bê đê mà thằng quỷ xí này. Bê đê được không? Bước chân chân té sấp mặt nè. Ôi giỏi quá. Hải. À. Kéo giữa chừng buông ra. Dễ mà. Đâu khó vậy. Anh Hùng sẽ điêu. Qua cháy. Kênh nào cũng bắt ốc bằng tay bằng chân. Bây giờ tới tôi bắt ốc bằng miệng vậy mới đột phá. Oh, no. Khác biệt đúng không? Đúng rồi. Cầm đi. Đây. Đúng rồi. Rất là đặc biệt. Và cũng rất là khùng luôn á. Hai đứa nó đang âu yếm nhau nè. Tách nó ra. Tao ghét nhất là mấy con vật mà nó trước mặt tao đang âu yếm ôm ấp á.
tao phải tách ra hết. Sao vô rồi? Đó, gọt rồi nè. Bà già đó bắt lên gọt nó còn dính nhau rồi, âu yếm trời ơi, tình cảm khăng khít ghê không. Đâu bắt ra coi. Trời ơi. Thật ơi. Cái kiểu này là giết không tha. Đúng là hai con quỷ này là đúng là hình như là nó đang âu yếm với nhau mà nó không chịu tức. Ở trên Sài Gòn thì không có cam sạch ăn, toàn là ăn cam nhúng thuốc không à. Còn ở nông thôn mình thì cam sạch nhiều quá, dư rồi không biết làm gì. Cái bắt đầu cái đốn khoảng chừng vài tấn cam vậy đó, bỏ dọc đường vậy nè. Đó, bạn thấy nè, y như đồ bỏ vậy đó. Ê, anh Tony ơi, có con cá guppy nó đang nghỉ kìa. Giới thiệu cho anh em biết cái cây la, cây mắc cỡ. Tại sao nó lại gọi là lá mắc cỡ? Bởi vì khi mà mình đụng vô nó một cái là bắt đầu nó quýu lại. Nó giống như là con gái 15 tuổi lần đầu nắm tay bạn trai vậy. Nè 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 nè. Xí. Teo đi. Kỳ chí, kỳ chí. Ờ cái cây quỷ này chắc thành gái già rồi, hết mắc cỡ rồi. Đây để tôi làm lại cho anh em coi cái nãy thất bại rồi. Cái lá này nó còn non à, nó mới 15 tuổi thôi. Rồi nó quéo lại rồi. Trời ơi, người ta trên Sài Gòn không có xoài mà ăn, còn xoài ở đây rụng một chút xíu chín cây mà nó lại bỏ thiệt tình. Ừ mà nó bỏ phải rồi ông nội ơi. Đi. Trời 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 má ơi. Đây là cái dấu chân của tôi đây. Hồi sáng mà anh em mình đi bắt ốc rất là căng thẳng, và buổi tối là một cái chuyến dã ngoại rất hạnh phúc. Ấm cúng, đây nướng mấy con khô mực. Đây là mấy con khô mực mình vừa nướng đây nè anh em. Còn đây là mấy con quỷ ốc này, hồi sáng là mình bắt rồi, luộc luôn rồi. Giờ lấy lên xỉa ăn nè. Đó, xỉa là ăn thôi. Đây là hộp gà nướng. Đó, anh em thấy chưa? Chiều theo ý phần lớn của các bạn kêu mình đi bắt ốc. Hôm nay bắt ốc rồi, bây giờ chế biến ra tính tối rồi ngồi đây ăn luôn cả team rất là vui. Và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy vui lòng nhấn vào đăng ký, nhớ một like, một subscribe, một chia sẻ luôn nha các bạn để ủng hộ team mình. Rồi hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye nha, bye bye. Hai cha yếu lắm rồi, chắc không sống nổi nữa. Khi cha chết, hai con hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Sau khi cha chết, mong Phật tổ đưa cha về Tây Phương Cực Lạc. Hả? Có một đưa cha xuống địa ngục á? Tại vì lúc sống cha làm quá nhiều tội ác. Mày đúng là thằng con mất dạy. Con chỉ thấy sao nó vậy thôi mà. Ờ đúng rồi đó, cha đừng chia tài sản cho nó, thằng này nó mất dạy lắm á. Giết tài sản tao giết rồi.